Chiều 20/4/2020, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ tuyên dương 34 đoàn viên thanh niên tình nguyện đã tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là những đoàn viên thanh niên đến từ các cấp đoàn cơ sở thuộc Thành đoàn Đà Nẵng đã có những cống hiến nỗ lực chung tay cùng thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. Trước đó, từ ngày 16 tháng 3, nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã lập 7 chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố. Ngày 18 tháng 3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức cho đoàn viên thanh niên thành phố tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng, hỗ trợ người dân khai báo y tế, phát khẩu trang, nước sát khuẩn tại các chốt kiểm dịch. Sau khi phát động, đã có 2.000 thanh niên tham gia phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Hằng ngày, tại các điểm chốt kiểm soát dịch, có 48 lượt đoàn viên thanh niên thay phiên nhau hỗ trợ lực lượng chức năng. Em rất là vui và tự hào khi được đại diện là một trong những bạn sinh viên được có mặt ở đây ngày hôm nay và được Thành đoàn Đà Nẵng khen thưởng khi có những thành tích tích cực trong đợt phòng chống dịch COVID-19. Và đây cũng là một niềm vui và niềm tự hào của sinh viên Đại học Đà Nẵng nói riêng và sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung đã có cơ hội để góp sức mình chung tay cùng với Tổ quốc Việt Nam phòng chống dịch và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh việc xung phong chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, các đoàn viên cơ sở trong tháng 3 vừa qua đã có những ý tưởng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về phòng chống dịch, nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, Thành đoàn Đà Nẵng cũng kêu gọi vận động hơn 50.000 khẩu trang cùng nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố và các khu cách ly tập trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.